Năm học 2023-2024 tới đây, thành phố Biên Hòa sẽ tăng khoảng gần 9.000 học sinh. Trong khi đó, số phòng học lại không thể đáp ứng đủ, khiến nhiều trường phải rơi vào cảnh đi mượn phòng học để tránh học K3. Đi học nhờ khiến cả thầy trò lẫn phụ huynh đều mệt mỏi, lo lắng. Dù là ngày cuối tuần và nghỉ hè, nhưng nhiều giáo viên trường tiểu học Phan Đình Phùng, phường Long Bình vẫn đến trường làm việc để tiếp phụ huynh đến lấy sách hoặc nộp hồ sơ cho con vào lớp 1. Năm học sắp tới, trường nhận 860 em học sinh khối lớp này. Những năm qua, số học sinh năm sau tăng hơn năm trước nên từ năm học 2016-2017, nhà trường đã phải đi mượn phòng học cho các em học nhờ. Như năm học vừa qua, trường có đến 97 lớp với hơn 4,1 ngàn học sinh, thì có đến 35 lớp với khoảng 1,5 ngàn học sinh lớp 4, lớp 5 phải học nhờ ở trường tiểu học Bình Đa. Sự vất vả khi quản lý số lượng học sinh đông hay áp lực về chuyên môn, các thầy, các cô đều cố gắng vượt qua. Nhưng để học sinh đi học nhờ quá đông suốt nhiều năm liền là nỗi niềm của cả thầy cô và các bậc phụ huynh nơi đây. Đại diện nhà trường đã nhiều lần làm tờ trình mong được xây thêm trường mới hay phòng học mới, nhưng 7 năm qua dự án xây trường vẫn dậm chân tại chỗ do không giải tỏa được mặt bằng. Cái trăn trở đối với tụi tôi, bởi vì phụ huynh học sinh thì cơ bản đều là công nhân, cho nên là với cái đồng lương của mình thì khi mà chi trả thêm để cho các em phải thuê xe đưa đón, với cái số tiền nó nhiều hơn một xíu so với các em học tại trường Phan Đình Phùng thì như vậy cũng khó khăn vất vả. Đúng, rất là mong mỏi là các cấp lãnh đạo sẽ tạo điều kiện như thế nào đấy để ít ra thì sẽ xây được 20 phòng học. Trước mắt nếu khó khăn quá thì xây được 20 phòng học để các em không phải đi học nhờ đã. Cùng cảnh ngộ, gần 900 em học sinh trường tiểu học Lý Thường Kiệt, phường Tân Hiệp cũng đi học nhờ đã suốt 7 năm qua. Năm nay, trường dự kiến đón hơn 2,7 ngàn học sinh với 71 lớp học, nhưng trường chỉ có 24 phòng học, đáp ứng được 48 lớp. Số còn lại phải mượn phòng của trường cao đẳng thống kê 2 ở đối diện. Dự án xây trường mới đã có, nhưng mãi vẫn chưa thấy xây. Nhà trường thì rất là mong muốn được xây dựng cái trường mới, bởi vì áp lực cái đi học trường mượn, nó có nhiều cái vấn đề phức tạp xảy ra. Thì thực tế ví dụ như là đơn giản nhất nó cũng ảnh hưởng đến có cái phần chất lượng và cái phần đảm bảo an toàn cho học sinh. Do trường cao đẳng thống kê dành cho sinh viên nên không phù hợp với học sinh tiểu học. Ví dụ như khoảng cách giữa các bậc cầu thang hay giữa bàn ghế quá xa đối với các em tiểu học. Không gian trường quá rộng, khó kiểm soát học sinh ngoài giờ học. Do vậy thầy cô cũng rất lo lắng khi dạy các em ở trường mượn. Nhiều lớp cho nên là cái việc quản lý học sinh đối với giáo viên là một sự khó khăn. Cái thứ ba cũng đáng kể nữa là do là các em phải học chung với các anh chị học sinh lớp lớn, cho nên là phải dùng chung nhà vệ sinh, cho nên là khá là bất tiện và có thể nói là không được đảm bảo an toàn lắm. Cũng nằm trong tình cảnh quá tải, trường tiểu học Nguyễn Thái Học, phường Trảng Dài cũng đi mượn phòng học để tránh học K3 từ năm học 2019-2020 đến nay. May mắn là từ đầu tháng 7 này, Ban quản lý dự án thành phố Biên Hòa đã khởi công xây dựng 15 phòng học mới và các công trình phụ trợ để bù lại số phòng học mà trường phải đi mượn. Ban quản lý dự án quyết tâm đẩy nhanh tiến độ để kịp bàn giao cho trường vào tháng 12 năm nay. Như vậy, sắp tới thầy cô và học sinh trường tiểu học Nguyễn Thái Học không còn phải đi học nhờ. Để mà đạt được cái tiến độ theo cái kế hoạch đề ra thì là ban đã thành lập một riêng công trình này đã thành lập một cái tổ giám sát. Trong đó tôi trưởng phòng là tổ trưởng, một anh là giám sát trưởng và một anh là giám sát viên liên tục thường xuyên có mặt ở công trình để kịp thời xử lý những cái vướng mắc nếu có hoặc là hỗ trợ để mà đẩy nhanh cái tiến độ thi công của nhà thầu. Tình trạng mượn phòng học nhờ đã diễn ra nhiều năm trên địa bàn thành phố Biên Hòa do quá tải ở nhiều trường học và khi nào kết thúc hiện vẫn chưa có câu trả lời chính xác từ các nhà quản lý. Trong khi chờ đợi, những trường đông học sinh như tiểu học Phan Đình Phùng, Lý Thường Kiệt vẫn phải chịu cảnh mượn trường, mượn lớp cho năm học mới sắp tới.